Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và các bạn đừng quên like cũng như là subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Và mới đây thì Facebook đã thừa nhận có hàng triệu tài khoản Instagram bị lộ thông tin và khuyên người dùng nên đổi mật khẩu ngay lập tức. Facebook vừa chính thức thừa nhận rằng họ lưu trữ mật khẩu của hàng triệu người dùng Instagram dưới dạng ký tự thuần túy, khiến chúng dễ dàng bị lộ với những nhân viên có thẩm quyền truy cập vào hệ thống nội bộ nhất định. Facebook cho biết, chúng tôi phát hiện thêm rằng mật khẩu Instagram được lưu trữ ở định dạng có thể đọc được. Ước tính vấn đề ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng Instagram và chúng tôi sẽ thông báo tới người dùng. Cuộc điều tra của chúng tôi xác định những mật khẩu này không bị lạm dụng hoặc truy cập không đúng cách. Lỗi bảo mật này có liên quan đến sự việc hồi tháng trước, khi Facebook thừa nhận có đến hàng trăm triệu mật khẩu người dùng được lưu dưới định dạng văn bản thuần túy mà nhân viên công ty có thể xem được. Tuy nhiên, trước đó Facebook thông báo, lỗi này chỉ ảnh hưởng tới người dùng Facebook Live và Facebook. Theo phát hiện của công ty bảo mật Crest On Security, kể từ đầu năm 2012, Facebook đã lưu trữ hàng triệu mật khẩu người dùng dưới dạng thuần, không mã hóa và bất kỳ ai có quyền truy cập nội bộ đều có thể sử dụng chúng. Có khoảng 20.000 nhân viên của Facebook đã truy cập vào danh sách mật khẩu này. Sau đó, Facebook cho biết họ phát hiện ra vấn đề này hồi tháng 1 năm 2019 và đã giải quyết triệt để vào tháng 3. Đồng thời, Facebook đã điều tra quyền truy cập vào một số mật khẩu và nhận thấy rằng không hề có dấu hiệu chúng bị lạm dụng hay sử dụng sai mục đích. Mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng khẳng định không hề có mật khẩu nào bị lộ ra ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật cũng khuyên tất cả người dùng Instagram hãy lập tức thay đổi mật khẩu của họ. Cũng trong năm qua, Facebook phải đối diện với sự giận dữ từ người dùng và các quan chức chính phủ tại nhiều nơi trên thế giới do dính dáng đến hàng loạt bê bối, đỉnh điểm là vụ lộ dữ liệu Cambridge Analytica. Và những người dùng Instagram thì cũng nên nghe theo lời khuyên này để đảm bảo quyền riêng tư cho tài khoản cá nhân của mình. Những thông tin về vấn đề này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên S News. Các bạn đừng quên like cũng như là subscribe nhé!